trong phiên bản 7.3 này thì dữ liệu sẽ được sao lưu lên chính Gmail của các bạn đảm bảo dữ liệu an toàn và bảo mật do các bạn quản lý à, khi máy gặp sự cố thì dữ liệu sẽ không bị mất phần mềm được viết bằng Excel cho nên là giao diện trực quan dễ sử dụng bạn nào mà không rành vi tính vẫn có thể sử dụng được dễ dàng à, sau đây Phương sẽ demo cho các bạn xem một số tính năng chính của phần mềm để các bạn hình dung nha đầu tiên chúng ta sẽ có phần danh mục để chúng ta khai báo hàng hóa khách hàng và nhà cung cấp à, trong danh mục hàng hóa này các bạn có thể nhập theo mẫu như là tên hàng đơn vị tính giá lẻ giá sĩ giá vốn đã tính lợi nhuận và tồn đầu khi bắt đầu sử dụng phần mềm nếu các bạn có danh mục hàng hóa sẵn ở Excel có thể bấm nhập Excel để chúng ta đưa vào hàng lọt hoặc là các bạn bấm dấu mũi tên xuống để chúng ta thêm tên hàng trực tiếp ở đây tiếp theo đó là phần danh mục khách hàng thì chúng ta cùng khai báo để chúng ta theo dõi công nợ và chúng ta cũng có thể nhập từ Excel ở ngoài bằng cách bấm vào nút nhập Excel tương tự với danh mục nhà cung cấp cũng thế chúng ta cũng có thể theo dõi công nợ của nhà cung cấp sau khi khai báo danh mục xong, chúng ta đến phần chính đó là phần bán hàng và nhập hàng. Để bán hàng, các bạn kích vào nút bán hàng ở đây. Bán cho khách hàng nào, chúng ta kích vào góc phải ở đây. Chúng ta gõ từ khóa tìm kiếm để chọn tên khách hàng trong danh sách. Ví dụ ở đây mình tìm anh hùng. Sau đó kích đúc vào tên anh hùng là xong. Những khách hàng nào có công nợ, nó sẽ hiện nợ cũ ở đây. Nếu một khách hàng nào mà chưa có trong danh mục thì chúng ta cũng có thể thêm trực tiếp ở đây luôn mà chúng ta không cần vào danh mục nữa. Ví dụ ở đây mình thêm anh Phương, nhập số điện thoại và địa chỉ nếu muốn sau đó các bạn bấm thêm mới thì sau khi xuất hóa đơn đầu tiên tới anh Phương này sẽ tự động lưu vào danh sách khách hàng cho chúng ta luôn rất là tiện lợi còn nếu bán cho một khách hàng quản trả tiền liền mà không theo dõi công nợ thì các bạn có thể để trống phần tờ khách hàng hoặc là chọn là khách lẻ là được bây giờ mình bán cho một khách hàng cũ đã có công nợ ví dụ bán cho anh Kiệt cầu sắt sau khi chọn tờ khách hàng xong bạn bấm vào nút tạo phiếu để đưa sản phẩm ra đây là danh mục hàng hóa mà chúng ta đã thêm trước đó chúng ta có thể gõ từ khóa tìm kiếm cho nhanh giả sử mình bán một cây sắt sáu các bạn kích đúp vào tên hàng để chúng ta chọn tên hàng đó chúng ta nhập số lượng bán ví dụ bán 5 cây đơn giá là 25 đây là giá mặc định mà chúng ta đã cài đặt trong danh mục các bạn có thể sửa giá lại nếu muốn và cái giá này sẽ được phần mềm nhớ lần sau khi mà chúng ta bán thì nó sẽ hiển thị giá bán gần đây ở đây nếu chúng ta muốn bán lại giá mà gần nhất chúng ta lấy chuột kích vào đây là xong và đây là số lượng tồn kho đang có trong kho sau khi chọn xong chúng ta bấm nút thêm để đưa vào màn hình bán hàng các bạn thấy ở đây và chúng ta lần lượt thêm tên hàng đến khi xong ví dụ chúng ta thêm một tên hàng nữa đá 1 x 2 trong trường hợp mà chúng ta bán một tên hàng mà chúng ta chưa kịp nhập vào danh mục thì phần mềm cho phép thêm tại đây luôn mà chúng ta không cần phải vào danh mục để thêm trước giả sử ở đây mình bán thêm một cái xi măng nghi sơn đi khi chúng ta gọi từ khó thì trong cái phần tìm kiếm nó không ra kết quả có nghĩa là tên này chưa có trong danh mục chúng ta thêm tên hàng trực tiếp ở đây sau đó chúng ta nhập số lượng bán ví dụ là 10 bao đơn giá là 83 ngàn ví dụ như thế và chúng ta bấm nút thêm. Phần mềm sẽ hỏi là tên hàng này chưa có trong danh mục bạn có muốn thêm vào không? Các bạn bấm ok. Sau đó chúng ta nhập đơn vị tính và giá vốn. Ví dụ như giá vốn là 75. Sau đó chúng ta bấm ok. Thì tên hàng này sẽ tự động lưu vào danh mục để lần sau chúng ta bán tiếp, rất là tiện lợi. Sau khi thêm tên hàng xong, chúng ta bấm nút thoát và chúng ta kiểm tra lại tổng quát. Chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình này nếu có sai sót. Hoặc là chúng ta có thể nhập phần trăm chiết khấu hoặc là tiền chiết khấu. Ví dụ ở đây mình nhập là 10% chiết khấu hoặc là nhập trực tiếp số tiền chiết khấu ở đây, ví dụ như là chiết khấu 30.000, ví dụ như thế. Sau khi xong hết rồi chúng ta bấm phím F8 hoặc là bấm nút thanh toán ở đây để in hóa đơn cho khách. Phần mềm nó hiện ra một cái bảng. Tổng cộng này là tổng cộng đơn hàng lần này. Nợ cũ là cái nợ gối đầu từ đơn trước chuyển qua, đó là 14.739.000. Tổng thanh toán là lấy tổng cộng cộng cho nợ cũ. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là nhập vào ô khách trả. Nếu khách còn nợ thì chúng ta để số 0 ở đây. Nếu khách trả hết chúng ta bấm nút trả đủ. Còn lại nợ lại là không. Trong trường hợp khách trả một ít tiền chúng ta nhập số tiền khách trả vào đây. Ví dụ 5 triệu. Chúng ta nhập 5 triệu vào. Sau đó các bạn bấm lưu và in để in hóa đơn cho khách. Đây là hóa đơn được in ra từ phần mềm. Các bạn có thể in giấy A4, A5 hoặc là giấy NBU 80. À, phần thông tin này các bạn có thể thêm những thông tin khác như số tài khoản, logo nếu muốn. Đây là ba sản phẩm mà nãy chúng ta đã nhập. Ở phần dưới này là thông tin về tiền hàng, nợ cũ, thanh toán còn lại rất rõ ràng. Và cái nợ còn lại này nó sẽ gối đầu sang hóa đơn sau. Khi chúng ta xuất hóa đơn tiếp theo thì cái còn lại này nó sẽ trở thành nợ cũ của hóa đơn tiếp theo. Những hóa đơn mà chúng ta vừa xuất nó sẽ vào trong cái mục là hóa đơn gần đây. Các bạn kích đắp vào dòng hóa đơn đó để chúng ta xóa sửa in lại nếu muốn hoặc là có thể xuất file ra Excel hoặc PDF để gửi cho khách hàng trong trường hợp mà chúng ta bán hàng từ xa mà chúng ta không cần phải in ở giấy. Các bạn kích vào nút xuất file chọn là xuất Excel thì phần mềm nó sẽ xuất chúng ta một cái bản hóa đơn bằng Excel chúng ta có thể bôi đen cái vùng này chúng ta copy sau đó các bạn ra Zalo hoặc là Facebook các bạn dán dạng hình ảnh và sau đó chúng ta gửi cho khách hàng mà chúng ta không cần phải in ra rất là tiện lợi đó là thao tác in hóa đơn bán hàng bây giờ mình tới thao tác đó là thao tác trả nợ giả sử như anh Kiệt còn nợ là 10 triệu 812 ngàn bây giờ anh Kiệt đến trả nợ mà không mua hàng thì các bạn cũng kích vào tên khách hàng này chúng ta tìm tên khách hàng cần trả nợ anh kiệt phần mềm sẽ hiển thị nợ cũ ở đây các bạn bấm vào nút trả nợ và chúng ta nhập số tiền trả ở đây ví dụ anh kiệt đem thêm 3 triệu nữa tới trả chúng ta nhập 3 triệu vào đây sau đó chúng ta ghi chú nếu muốn ví dụ là trả tiền mặt tiếp theo bấm nút trả nợ và chúng ta bấm lưu và in ra một cái phiếu trả nợ để chúng ta lưu vào sau này chúng ta đối soát công nợ thì đây là phiếu trả nợ mà chúng ta được in ra, trong đó có nợ cũ, thanh toán và còn lại. Trong trường hợp mà khách trả hàng thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Giả sử ở lần trước anh Kiệt mua 5 cây sắt 6, bây giờ anh anh trả lại một cây thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Cũng trên màn hình bán hàng này, mình chọn tên khách hàng là anh Kiệt. Sau đó các bạn bấm nút tạo phiếu và đưa tên sản phẩm cần trả ra, ví dụ như cây sắt 6. Các bạn kích đúp vào tên sắt 6 và nhập số lượng ở đây các bạn nhập số âm cho mình ví dụ như trả trả lại một cây chúng ta bấm âm một và lần trước mua với giá 23.500 đồng thì phần mềm đã nhớ cho chúng ta rồi chúng ta không cần phải lục lại nữa các bạn lấy chuột kích vào đây và các bạn nhớ là lần trước mình đã có chiết khấu 10 phần bạn bấm thêm vào màn hình và chúng ta nhập chiết khấu ở đây là 10 trăm cho nó khớp với số tiền như vậy thì ra thành tiền âm này nó sẽ được trừ vào công nợ sau đó các bạn bấm vào nút thanh toán các bạn thấy là 21.000 nó đã sẽ trừ vào nợ cũ và còn lại tổng thanh toán là bao nhiêu đây và các bạn bấm lưu không in để chúng ta xác nhận là trả hàng các bạn có thể thấy chỉ trên một màn hình này thôi chúng ta có thể in hóa đơn bán hàng thêm tên hàng mới trả nợ trả hàng cùng trên một màn hình mà chúng ta không cần chuyển nhiều cửa sổ rất là đơn giản và dễ sử dụng đúng không các bạn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhập hàng thì nhập hàng và trả nợ nhà cung cấp thì nó cũng tương tự như bán hàng chúng ta cũng kích vào phần tên nhà cung cấp ở đây chúng ta chọn tên nhà cung cấp sau đó chúng ta bấm nút tạo phiếu để chúng ta nhập tên hàng. Ví dụ ở đây mình nhập tiếp là sắc 6 đi. Chúng ta nhập là 100 kg với đơn giá là 21.000, các bạn có thể sửa lại đơn giá thực nhập, ví dụ như 20.000 chúng ta sửa lại. Sau đó bấm thêm và tương tự cũng thêm các tên hàng khác. Sau khi thêm xong, chúng ta cũng, bấm nút thanh toán. Và trong phần thanh toán này nó cũng có nợ cũ đã trả và còn lại các thao tác tương tự như phần bán hàng. Giả sự ở đây mình trả đủ cho nhà cung cấp sau đó các bạn bấm l lưu và in hoặc là lưu không in thì trong thường thì phiếu nhập hàng thì chúng ta không in ra rồi sau khi nhập hàng và bán hàng xong chúng ta sẽ có phần báo cáo để chúng ta tổng hợp doanh thu lợi nhuận và quản lý kho các bạn kích vào nút báo cáo chúng ta sẽ có là báo cáo bán hàng báo cáo nhập hàng và quản lý kho đầu tiên đó là báo cáo hóa đơn bán hàng ở trong phần này chúng ta có thể xem tổng quát tất cả những hóa đơn trong khoảng thời gian mà chúng ta muốn ví dụ ở đây mình xem từ năm trước đến năm nay 2023 đến 2024 cái bằng bấm ok phần mềm nó sẽ lọc ra cho chúng ta tất cả những hóa đơn trong khoảng thời gian đó và chúng ta cũng có thể lọc theo từng khách hàng ví dụ như mình chỉ lọc những hóa đơn của anh Kiệt cầu sắt thôi. trên phần này nó sẽ thể hiện được là tiền hàng có nghĩa là doanh thu đây là doanh thu theo một khách hàng nếu chúng ta muốn xem doanh thu của tất cả thì chúng ta kích vào đây chúng ta chọn là tất cả Như vậy thì tiền hàng à, chúng ta bán được bao nhiêu đây và đã thu bao nhiêu đây bây à, giờ ở đây mình à, tìm anh Kiệt cầu sắt và các bạn có thể kích đúp vào đây để chúng ta sửa xóa in lại hoặc là xuất file giống như trong phần hóa đơn gần đây à, tiếp theo báo cáo đó là chi tiết bán hàng trong báo cáo chi tiết này chúng ta dùng để đối soát công nợ của khách hàng à, và trong báo cáo chi tiết này nó sẽ cho phép chúng ta xem được tất cả những sản phẩm mà chúng ta bán luôn ở đây mình chọn là từ năm trước đến năm nay bấm ok nó sẽ có những thông tin chi tiết như là tên hàng số lượng đơn giá chiếc khấu thành tiền đó, và chúng ta có thể lọc theo một khách hàng nào đó Anh Kiệt Cầu Sắc Thì đây là những hóa đơn mà anh Kiệt đã mua Phần bên trái là phần chi tiết những mặt hàng đã mua à, Phần bên phải nó sẽ là lộ trình trả nợ Và vì không nợ gói đầu cho nên các bạn thấy Còn lại của hóa đơn trước nó sẽ gói đầu sang thành nợ cũ của hóa đơn tiếp theo Và nó gói đầu liên tục như thế Đến cái số còn lại cuối cùng là cái nợ cũ đến ngày mà chúng ta xem đến ngày 5 tháng 2 đó là anh Kiệt còn nợ là 7 triệu 791 600 đồng đó và chúng ta có thể xuất file chọn là xuất Excel cái file này ra để chúng ta gửi cho anh Kiệt cái file này để hai bên đối soát công nợ với nhau và đối soát những cái mặt hàng đã mua trong khoảng thời gian này rất là dễ khi mà khách hàng nhìn vào khách hàng rất là dễ đọc và dễ hiểu rồi tiếp theo đó là À, báo cáo xuất kho lợi nhuận trong phòng báo cáo này nó sẽ cho chúng ta xem số lượng cộng dồn của những sản phẩm đã bán trong một khoảng thời gian nào đó ví dụ ở đây mình chọn là từ năm trước đến năm nay chúng ta bấm ok chúng ta sẽ có tên hàng đơn vị tính số lượng bán được thành tiền giá vốn tiền vốn và cho chúng ta ra là lợi nhuận và chúng ta có thể xem của từng khách hàng nếu chúng ta muốn ví dụ ở đây mình chọn là anh kiệt cầu sắt đó rất là đơn giản Tiếp theo đó là báo cáo sổ nợ khách hàng. Những khách hàng nào chúng ta bán nợ thì nợ hiện tại nó sẽ hiển thị ở đây. ví dụ như anh Kiệt cầu sắt này đang còn nợ là 7 triệu 791 600 đồng. Các bạn có thể kích đúp vào một tên khách hàng nào đó, bấm xem chi tiết công nợ để xem chi tiết giống như là báo cáo chi tiết lúc nãy. Nếu mà chúng ta muốn xem thời gian trước đó thì chúng ta có thể kích vào đây chúng ta thay đổi là ngày. Ví dụ ở đây mình xem từ năm 2023. Bấm OK. Đó, Tiếp theo đó là báo cáo nhập hàng thì cũng tương tự như báo cáo bán hàng, à, những thao tác tương tự ha. Tiếp theo một báo cáo cuối cùng đó là báo cáo nhập xuất tồn kho. Chúng ta sẽ có phần quản lý kho trong một tồn kho hiện tại này. À, chúng ta xem được tổng quát hiện tại trong kho của chúng ta đang còn tồn bao nhiêu. Đây là số tồn kho hiện tại. Và những cái tồn kho âm này bởi vì à, phần mềm cho chúng ta xuất âm mà chúng ta chưa nhập thì sau này chúng ta nhập hàng thì nó sẽ được bù trừ số lượng này. À, nhiều phần mềm thì bắt chúng ta nhập hàng trước rồi mới bán Tuy nhiên phần mềm của chúng ta cho phép xuất âm trong trường hợp mà các bạn bận quá các bạn chưa kịp nhập thì phần mềm vẫn cho xuất bán luôn, sau đó chúng ta nhập hàng sau. Sau này các bạn kiểm kê các bạn có thể điều chỉnh tồn số lượng tồn kho nhanh mà chúng ta không cần phải làm thao tác nhập hàng. Đó là các bạn kích đúp vào trong cột số lượng này và các bạn điều chỉnh tồn kho thành số lượng tồn kho thực tế. Ví dụ ở đây mình kiểm kê thấy còn tồn 5, chúng ta nhập số tồn kho thực tế là 5. Bấm ok. Thì phần mềm nó sẽ tính toán và nó cho cho chúng ta số lượng tồn kho thực tế ở đây luôn rất là nhanh mà chúng ta không cần phải vào nhập hàng để chúng ta nhập, rất là tiện lợi Rồi tiếp theo Đó là Cân đối nhập xuất tồn, nó sẽ cho chúng ta xem được số lượng tồn đầu nhập xuất và tồn cuối trong một khoảng thời gian nào đó Bây giờ ở đây mình chọn là Từ năm 2023 Chúng ta bấm OK Thì bạn thấy ở đây nó sẽ có là tồn đầu Ví dụ như xe mang nghi sơn này tồn đầu là 0, nhập là 15, xuất 10 Còn tồn cuối là 5 Ví dụ như chúng ta tìm cái sản phẩm đó là sắc 6 như lúc nãy Sách 6 ở đây các bạn thấy là tồn đầu là 17 nhập là 100 chúng ta xuất 13 còn tồn cuối là 104 tiếp theo đó là báo cáo à, chọn là thẻ kho ở đây nó sẽ truy xuất ra cho chúng ta biết được các lần nhập xuất của một sản phẩm nào đó trong trường hợp mà chúng ta muốn à, ra soát lại ví dụ ở đây mình à, tìm một cái sản phẩm đó là sắc 6, chúng ta chọn là từ năm trước đến năm nay 2023 đến 2024 chúng ta bấm OK chúng ta bấm xem thì các bạn sẽ thấy được là đây là những cái lần mà chúng ta đã nhập xuất Và tồn cuối là 104 kg Thì khi mà vật tư có thất thoát thì chúng ta lấy cái sổ này ra để chúng ta tri sót những cái lần mà chúng ta nhập xuất Rồi đó là một số tính năng chính của phần mềm Ngoài ra phần mềm cũng có một số tính năng ví dụ như là in báo giá cho khách Giả sử như khách hỏi báo giá nhưng mà chưa mua Thì chúng ta sẽ thao tác như sau Ở đây chúng ta cũng chọn tên khách hàng ví dụ như cho anh Trinh à, Chúng ta tạo phiếu để chúng ta đưa những sản phẩm mà chúng ta cần báo giá cho khách ra ví dụ ở đây mình thêm một vài sản phẩm ha rồi sau khi chúng ta thêm xong à, chúng ta bấm vào nút F1 hoặc là nút báo giá ở đây chúng ta chọn là lưu không in hoặc là lưu với in giả sử ở đây mình sẽ chọn là lưu với in ra một cái phiếu báo giá để gửi cho khách rồi thì đây là cái phiếu báo giá được in ra à, sau khi chúng ta in báo giá cho khách thì những báo giá này nó sẽ được lưu vào cái nút báo giá này chúng ta chọn là xem báo giá thì đây là những cái báo giá mà chúng ta đã được in ra thì sau khi ví dụ như khách hàng đồng ý mua cái đơn này chúng ta kích đúc vào trong báo giá này chúng ta chọn là xuất phiếu thì sau khi chúng ta xuất phiếu thì những cái tên hàng mà chúng ta báo giá nó sẽ được đưa ra đây để chúng ta ra hóa đơn mà chúng ta không cần phải nhập lại rất là tiện lợi sau đó các bạn chỉ cần sửa số lượng hoặc là đơn giá nếu muốn và chúng ta bấm phím f 8 để chúng ta thanh toán ra đơn như thao tác lúc nãy giờ ha, rất là đơn giản và trong một xem báo giá này nó cũng cho phép chúng ta là báo báo giá ra Excel hoặc là PDF để gửi cho khách trong trường hợp mà chúng ta gửi qua Zalo mà chúng ta không cần phải in ra giấy rất là tiện lợi thì đó là báo giá à, thêm một phần nữa đó là phần thu chi đây là phần thu chi ngoài bán hàng các bạn bấm vào nút ghi chép và chúng ta chọn thu hoặc chi và cái mục thu chi này các bạn có thể chọn hoặc là chúng ta sửa lại ở đây để chúng ta nhóm các cái thu chi Ví dụ như chi lương chi tiền điện nước hoặc là chi văn phòng phẩm chúng ta có thể thêm ở đây sau đó các bạn bấm lưu và chúng ta chọn một thu chi sau đó chúng ta nhập số tiền ví dụ ở đây mình chọn là chi chi khác đi ví dụ như 50 mươi ngàn chi bóng đen chi sửa bóng đen chi thay bóng đen ví dụ như thế sau đó chúng ta bấm enter để thêm vào hoặc là ví dụ như thu mình ở đây mình chọn là thu ví dụ như thêm một trăm ngàn à, thu bán vi chai ví dụ như thế rồi sau khi thu về chi xong à, chúng ta sẽ có là một báo cáo Chúng ta có thể xem báo cáo từ năm trước đến năm nay. Chúng ta bấm OK. Đây là những cái dòng mà thu chi. Ví dụ như là một thu chi ở đây thu bán hàng là nó sẽ lấy cái dữ liệu mà chúng ta đã thu từ bán hàng. Cũng như chi mua hàng thì nó sẽ lấy những cái mục mà chúng ta chi mua hàng. Và những cái thu chi lẻ này, thu khác và chi khác là những cái mục thu chi chúng ta đã thu chi trong cái phần, trong cái mục thu chi này. ha như vậy thì vừa rồi phương đã demo cho các bạn một số tính năng chính của phần mềm bán hàng TP Shop phiên bản 7.3. Ngoài ra phần mềm còn có chức năng đó là xem báo cáo từ xa qua điện thoại các bạn có thể xem báo cáo doanh thu, những hóa đơn cần nhất để biết được tình hình kinh doanh mà chúng ta không cần phải ngồi trước máy mở phần mềm lên. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.